đi kêu vật tư để kêu cát với xi măng để tô nhà cho cô Mười, thì người ta đã chở kêu chở cát lên trước rồi mới chở xi măng lên sau. Dạ đúng rồi anh. Cô Mười hôm nay có 10 lớn 10 nhỏ nữa là sao đâu cô Mười? Dạ con chào cô Mười. Chào anh chị cô chú. Dạ Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay được cô chú ở cô chú Minh cô Huệ ở bên Nêu Bình hỗ trợ cho cô Mười tô nhà với lót gạch. Với cô chú có nói là cho cô Mười được cái bộ cửa, thì bây giờ thì sẽ anh Hiền đi kêu vật tư là kêu cát với xi măng tước, là trước tiên là phải tô cái phần tông nhà với ở ngoài, trước tiên tô xong rồi mới kêu gạch để lót nền, rồi lót nền xong rồi mới làm cửa, thì Thủy sẽ quay từ đoạn cho cô chú ở bên Nêu Bình cô chú thấy, thì được cô chú hỗ trợ cho cô Mười cũng số tiền, thì sẽ Thủy sẽ làm xong hoàn thành nhà cửa rồi Thủy sẽ nêu số tiền bao nhiêu cho cô Mười. Bây giờ trước tiên là tô nhà trước đi, thì bữa nay thì Thủy cũng có kêu là anh Lâm tô nhà cho cô Mười với là chú Thắm phụ cho anh Lâm, đặng hai người tô nhà, thì con cũng mời ông bà cô chú vô nhà cô Mười nha. Chào anh Lâm. Chào bà cô chú. Chào chú Thắm. Chú Thắm hôm nay cũng phụ với anh Lâm hai người làm hả? Thì hôm nay thì anh Lâm chú Thắm phụ làm nhà cho cô Mười, tô nhà cho cô Mười. Cái này mình cưa làm gì anh Lâm? Cưa để bắt vàng đứng. Giờ chú Thắm xúc cát vô mấy xô vậy, một ổ hồ à chú Thắm? Bao 8 xô. Dạ. Bây giờ chú giác cát để mà tô trộn xi măng để tô cái nhà. Thì cô Mười cũng dọn ghế ra ngoài hết rồi để mà tô. Giờ trước tiên là tô cái ở trước hả anh Lâm? Có che cửa sổ lại anh Lâm. Chứ sợ nó rớt xi măng vô nó khó chùi. Đây là cái nền ở trước cửa của cô Mười trong nhà. Cái này bề ngang cái cửa cái này là bề ngang nhiêu cô Mười, mấy thước anh Lâm? Anh Lâm cỡ biết mấy thước anh Lâm? Đò biết chứ. Ai hồi đó làm cái lối về ta làm không biết luôn kìa. Ở trước thì nó không bề ngang ngang đó đó. Chiều dài hả? Chiều dài á. Dài này hả? Ừ, nó ngắn hơn tông buồn phải không? Mấy nữa. Mà nó ngắn hơn trong buồn nhiều lắm phải không? Trước này có 2m7 và 2m8 rồi. Nên cô Mười mà Tỷ có cái tủ thờ hay tủ ly gì để là nó chặt không? Điều tủ ly á. Tủ ly để cũng được chứ đâu có gì đâu. Ê, hôm đó bên đó là sao đó không làm cái đó không làm phòng khách, nó phòng khách lớn. Chị yêu cầu mà có chỗ che nắng che mưa là chị mừng dữ lắm rồi, chứ đâu có làm hòa chính thì sao nữa. Cái phòng này quá là lớn rồi, chứ phòng khách nữa xíu. Làm nhiều lần rồi đó. Chứ hư chỗ nào thì từ từ sửa chứ không có làm một lượt. Hư chỗ nào giá chỗ nấy. Mà hồi đó là lá không á, lá dừng cây cái rồi làm hết nổi luôn. Thì ngay cái này á, là cô Mười hồi đó mần không có tiền đổ cột, rồi xây gạch lên thôi.
xây gạch lên làm cái thế cột hả cô Mười? Không làm đó thì cũng không có đổ đà nữa nè, cái tao này là có đổ đà ngang đó. Vách tường này là cũng không có đổ đà luôn. Chứ hôm đó là cũng không có làm nổi. Thì nhà thì lớn mà không có sắt nhiều hơn mấy nhà khác. Đổ bằng cột thì đổ bằng mấy cây vậy thầy? Dạ. Mấy cây lận á, cây này nè bên đây nữa. Đổ như là xây gạch thế thế bằng sắt. Thì mới hỏi nha. Hỏi thằng Phong giờ vậy cái làm yếu vậy con xây lên được không Phong á? Được. À đó, như là cô Mười không có tiền rồi tiết kiệm cho cô Mười phải không? Hôm qua thì Thủy với cô Mười mua cái bàn thì hôm qua người ta chở lên mấy giờ cô Mười? Mình dễ chút là người ta chở lên. Cái bàn 1.750.000 mà bớt 50 đó anh Lâm. Bà này mua dưới bãi chứ hả? Dưới đối diện là cái đây là cái phòng ngủ của cô Mười với Bảo Nam. Tước cũng như sao sao cũng như tước vậy. Rộng mênh mông vậy. Rộng mênh mông mà không có gì hết. Hên thì hôm hổm Thủy được hai nhà tài trợ anh Sáu tài trợ để mà làm cái máy to anh cho cô bên Canada. Thì cô mừng lắm. Cô nói là miễn mà không thay mấy đòn tay này là trời mưa lớn là sẽ gãy đòn tay sập nhà của cô Mười. Thì Thủy cũng được hai anh ở bên Canada giúp đỡ cho cô Mười thay cái đòn tay đã xong xuôi hết rồi. Cô cũng mừng lắm. Thì hôm nay Thủy báo tin vui cho cô Mười được tô với lót gạch với bộ cửa nữa. Thì cô mừng nói không nên lời luôn. Cái đêm mà không có ngủ được. Như Hà vậy phải không? Như Hà lúc trước vậy. Mình đâu có lăn làm nổi. Dạ con chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì cũng rủ cô rủ Hà ra để phụ Mười làm món ăn hôm nay. Cô Mười đãi gì cho anh Lâm ăn không biết? Đãi gì Mười? Mua thịt heo pho muối quẹt cho ăn cho muối quẹt. Mặn mặn. Nấu canh. Nấu canh. Nấu canh gì vậy cô Mười? Nấu canh rau hầm để hái rau vườn nè. Nghe Tư nói là có cho mình mùn ngót phải không? Mình hái mùn ngót không? Hái mùn ngót luôn, có rau, mùn tơi, có rau phụ với nè. Miếng đi. Cái này là hồ bơi hả anh Lâm? Bơi vô bơi, bơi. Bơi. Mới sáng bơi lạnh. Cái này là bơi. Bơi là người cứ ngắt luôn á. Bơi tắm tắm luôn. Rồi giờ mình sẽ dít trộn trộn lại hả anh Lâm? Trộn lại. Thấy không? Thôi, từ này tới cho. Nè. Có gì không nè? Đó hạ nhiêu? Không biết. Không biết. Tao nói đại đi. Này cũng chịu mấy. Đúng rồi, Hà không biết đâu con Mười đó, giờ Hà đâu có xài bàn đâu. Đâu Hà biết. Ngồi dưới đâu Hà. Ngồi dưới đất, lần thì ngồi dưới đất, nay có gạch thì ngồi dưới gạch. Chứ không có xài bàn. Ở bàn nặng ghê á. 1.750.000 mà bớt 50 á hả? 1.700.000 hả? Này nó chắc. Loại tốt nhất, lấy loại tốt nhất cho con Mười á. Anh cho anh đựng xét. Cái này nó xét, chống xét luôn nè. Ủa nó nặng ghê á.
Mình ấy vậy rồi thôi mình mới chà lại cho lát hả anh Lâm? Ừ, sáng nước mình chà. Sau khi mình cũng đến nhà cô Mười thì cũng thợ cũng đang làm ở nhà cô Mười thì Thủy sẽ đi với cô Mười đến tiệm Khánh Linh để mua gạch cho cô Mười. Giờ cô Mười vô lựa hả cô Mười? Đi. Em ơi. Thì cô Mười thì cũng chưa biết lựa gạch nào. Giờ thì mình sẽ đi vòng vòng coi gạch nha. Em ơi, cho chị coi gạch mà gạch lót nền á. Lót nền mà loại cũng vừa số tiền rẻ rẻ thôi. Con này thì 90 ngàn. Con này thì 95 ngàn. À, dạ. Rồi con cái kia. Cái này mắc hơn, này 105 ngàn. 105. Bây giờ cô Mười lựa đi. Tại vì mình cũng lấy cho cô Mười lót nền cho nó sạch thôi. Chứ giá tiền mua gạch kia thì nó cao quá. Mình rẻ rẻ tiền thôi. Rẻ rẻ kìa tiền. Thì cô lựa ba màu, cô lựa màu nào cô Mười? Cái màu nào cũng đẹp hơn vậy. Màu nào cũng đẹp nè cô. Da cẩm thạch hả? Dạ, da cẩm thạch. Rồi vậy mình cô Mười chọn đi được không cô Mười? Được, cái màu nào cũng đẹp hơn rồi. Thì có ba loại gạch, đây là rẻ nhất thì cô Mười lấy là loại này là 90, cũng như là 95 á, thì mà thấy 90 thì nó không, cái màu thì nó dần dần nó đẹp hơn. Mình 14 cái nhà của cô Mười á thì mua thùng nước sơn màu xanh nữa, là cái này màu trắng nữa, nhìn nó nổi lên, nó sáng lên. Bây giờ mình sẽ chọn màu gạch này ha. Thì giờ cưng chở cho chị là 50 mét, mà chở gạch lên tỉnh thì chị trả tiền với để cho số điện thoại cưng sau nha. Dạ dạ rồi. Rồi vậy là chị qua em đọc phiếu ha. Rồi rồi rồi. Đẹp quá. Đẹp quá. Cô Mười ha. Đẹp quá. Thì giờ mình cô Mười quyết định là chọn gạch này. Thì giờ em cũng em bán đồ ở đây thì cũng mắc khách, thì nhờ cô cháu mình về làm cơm ha. Hiện hơi nó sẽ chở gạch lên chứ gì. À, đi. Sau khi Thủy với cô Mười đi lựa gạch thì anh Lâm ở nhà với chú Thấm tô được một miếng gửi rồi. Với xay lên một khúc nữa hả anh Lâm? Xay mấy cục gạch nữa? Ba lớp gạch nữa. Ba lớp gạch nữa. Về cái đây bên đây thì anh đã đi thước đặng cho láng rồi hả? Rồi. Láng rồi cái 11 đi cái nước nước vôi trắng hả? Vôi trắng rồi mới sơn lên thùng. Như cái bên bên nhà của anh Lâm á là sao? Vô bột hả? Vô bột rồi mới lăn thùng sơn lên. Thấy nhanh không hả? Được một miếng rồi nè. Dách tường rồi. Xong dách rồi. Bây giờ là mình đi thước kéo lại cho láng phải không? À, để tô xong rồi đi. Nhà đẹp quá ha. Nhà vậy? Đẹp nhất. Nhà cô Mười cũng khỏe, không có cao rồi mình bắt ghế mình đứng mình tô là tới à, chứ không khỏi mình dằn giáo hả anh Lâm? Mé ngoài, còn mé ngoài mình bắt thằng giáo không? Mé ngoài bắt thằng giáo. Đây cái nồi nó cao. Khi anh kéo cho nó gớt xuống đây thôi, mình sẽ hốt lại, mình tô lại. Tại vì mình kéo đựng cho nó bằng thẳng với nhau rồi mới coi cái nào mới... Mình kéo lại cho nó láng lại. Thì cái vách tường này nó lâu quá nó khô ha, sao anh Lâm? Mấy anh thợ nói gì gạch cũng gì mà mấy cả. À, gạch khác nhau hả? Ừ. Miếng này cũng khác, miếng này cũng khác. Đủ tô, cả thôi. Tô nó cực hả? Ủa, tô không dính. Bây giờ mình đi hái rau đi cô Mười. Hái rau gì mình nấu canh ăn. Cái gỗ thôi. Để
Giờ đi ra nhà của cô Tư xin rau củ ngót. Tư nay có nhà không cô Mười? Tư ơi Tư. Tư có 8 nhà không Tư? Dạ, con chào Tư. Xin chào. Dạ, Tư khỏe không? Khỏe. Ê. Mới đi viện về nãy. Ủa sao rồi Tư? Nhức cái giò nè. Rồi đi chụp hình hay sao? Vô nó khám cho nó uống. Dạ. Trời lâu chứ mẹ sáng giờ mới về. Cô Tư ơi, cô Mười xin quần ngót. Quần ngót ở đâu Tư? Đó, có mấy bụi đó kìa, đậm đâu không? Cô Mười đi đâu ngoài đó hả? Cái tụi tao làm sao? Đi đẹp đẹp ra coi. Tụi tao làm sao? Dạ. Tư có bán tổng đậu đậu đen hả? Ha. Ổ có bán gà tùm nữa ha. Ha, lợi hái đậu bún ăn đi. Đậu bún anh tên đậu hàng gào kìa. Lấy kéo cắt á. Đây Tư có bụi hồ ngót này tốt quá chừng luôn nè. Hổm Tư cũng có cho con cặm rồi, thấy hôm nay cũng đâm tược rồi. Trời ơi, chị dễ cặm mà. À, nó non quá chừng luôn đó Tư. Mưa là nó lên rồi. Mưa nó ngót này á, mình khi mình tước ra rồi á, mình rửa sạch, mình giò á, nấu canh ăn ngọt. Cắt cái gì cho mình cái đằng luôn. Dạ. À, Tư nói cho một lần thôi nha, mới mốt không có lại xin nha, cho luôn nguyên. Cho nguyên gốc về đằng về tòng nha. Về tòng. Mà Tư giận Tư chặt luôn. Không có chặt đâu. Không có người á. Giận quá là lấy cái ve len ra bứng nguyên gốc rồi đem tòng đi. Mà thường là ta cho. Đó lỗ rồi. Tư thường ta cho một gốc ta cho luôn á. Rồi nó canh vậy đó. Thấy không? Cho. Ờ không tổng á. Tủ á. Tủ không có. Vô tủ kiếm tép nữa em. Tốt bụng em. Tết hả Tư? Tép muốn nấu gì nấu. Tết Tư Tư còn cho bùn cho bùn tơi nữa. Đó, nãy phải biết con hái bùn tơi ngoài quá trời bùn tơi luôn. Ngoài con á. Ủa này có dây khoai nó bự quá, mình hái dây khoai nấu canh luôn đi. Hả? Thôi bắt kêu hơi bị đau ghê. Cho mượn cái len đi Tư. Dạ. Đau cổ. Cái tay thì ôm bên tay bùn ngót nè, bên tay thì lặt rau, hái rau nè. Bùn tơi này con ngắt đào đọt lại nha, cho nó đâm tược ra. Hái rồi phòng nhổ dây dụng luôn. Cho mượn dao. Cái cây bùn ngót này nè, cây nó non tới đây luôn cô Mười nè. Đó. Nó chặt cho cảnh nè. Cho ăn lần thôi. Nó xin hoài. Nó chơi chứ bùn ngót cái này mình phải cắt đọt nó ra rồi mình cắt đọt mình ăn để nó già nó bị quéo cái lá lại. Như vậy phải không? Mình cắt mình ăn đi rồi nó ra đọt tược khác. Bùn ngót nó thơm hết cô Mười. Này nấu cơm mà nóng nóng trời ơi ăn húp tô canh vô. Sức mồ hôi luôn á. Ăn với thịt kho quéo nữa ha. Kho quéo. Thịt kho khô được không? Được. Thịt kho quéo. Nó quéo luôn. Chế nhiêu nước mắm 1 lít không? Nửa lít. Chúc anh Lâm ở lại ăn cơm với cô Mười luôn nha anh Lâm. Chúc ở lại ăn cơm luôn nha. Làm ghi cho thợ ăn luôn. Mười nấu cơm nhiều không? Nhiều. Nhiều hả? Không biết Mười nấu cơm nhiều ít thì cụ lại.
cô Mười nói ngoài này có cải gỗ thì hái nấu canh lộn với mùng tơi với rau mùng ngót. Hái lá này hả Mười? Ừ, bà lấy lá dưới để lá dưới hả? Ừ. Ừ. Ngày nào em chưa ăn hái em. Ôi cô Mười trồng gừng nhiều quá ta. Lá nữa hả? Ừ. Rồi, nè, nhiều quá. Cái gỗ này con chưa ăn lần nào hết trơn á. Bên kia gà bên kia lá bên dưới đó. Cô Mười nấu canh ăn rồi hả? Tôi nấu rồi, ăn hoài. Nấu ăn hoài. Ngộ quá ha. Đây, cà tím của cô Mười đây. Ở nó ra trái thì nó ngã rồi sáng giờ mới thấy rồi. Tím tốt quá, chừng tốt luôn. Tơi nữa nè. Tơi mà ăn hết trơn lá. Mưa quá. Ở rau rau sam thì nó cũng tốt rồi. Ở bắp nè. Rau sam nấu canh ăn cũng được, cũng ngon. Đây, cà tím nè. Được mấy trái ăn gần được rồi nè cô Mười. Ồ, con này cái này gừng á Mười. Nghệ. Nghệ hả? Ủa, con bụi nghệ của Mười nè. Quá trời luôn nè. Vàng ươm luôn. Nghệ này nghệ gì? Nghệ vàng. Vàng. Bữa nào đổ bánh xèo ăn cô Mười ơi. Ừ. Đó. Ồ, màu đẹp ghê ha. Ừ. Đây cái sàn nước của cô Mười đây. Chưa đổ cán xi măng hả cô Mười? Ờ, chưa có ấy. Không có cán gì hết. Còn đất chèm nhẹp luôn. Mưa này nó bẫy. Nước ngập hả? Ừ. Nước này gần tới tháng 10 rồi. Nước ngập. Tháng ngập lên tới đây. Ừ. Mưa màu đó kìa. Nhờ thủy xá phụ cô Mười nấu canh thì sáng cô Mười mua tép hả cô Mười? À, cô Mười đâm ra nè, đâm ra để nấu cho nó ngọt. Giờ cô cái đầu niêm đâu cô Mười? Bên đây không phải, này là đường. Thì hôm nay cô Mười cũng có mua thịt để kho khô nè, nước mắm, cà no. Giờ Thủy sẽ để vô cà no. Khoảng chừng một muỗng canh cà no. Một muỗng canh nha, chứ không phải là cái này có giá. Muối cô Mười đâu cô Mười? Rồi nấu canh ngọt thì mình cần để tí xíu đường cho nó ngót ngót. Nửa muỗng cà phê đường. Rồi. Cái kia con có nêm miếng nước mắm rồi. Miếng nước mắm rồi hả? Để vậy. Nước mắm được chưa? Để chưa. Rồi tí xíu muối gần hơi mình nêm liếm lại. Tại vì cô Mười không có để nêm liếm trong cái tép rồi á. Giờ mình để tép vô nha. Để cải gỗ vô trước. Dạ, cải gỗ mình để vô trước. Tại vì cải gỗ thì nó cứng hơn. Rồi cho con cái gỗ đi cô Mười. Cái gỗ mình sắt cây vậy hả cô Mười? Vậy là cô Mười ốp thịt luôn đi. Ốp thịt cái đứng hơi mình kho luôn để nghe cho Lam ăn cơm luôn. Ủa nhớ con có ấy cái nắp rồi đó cô Mười. Anh nó chín cái gần chín cái gỗ này cái mình để mùng tơi với mùng ngót luôn. Tại vì cái hai loại rau đó thì nó dễ chín lắm. Cho con đôi đũa. Chú cô chưa ăn nếm nếm gì hả? Chưa. Mới nước màu thôi. Nhìn bắt ở đây cho nó săn đi. Mình cho nó săn cái thịt rồi cái mình nó ướp tí xíu cà no rồi đường, nước mắm. Nước màu hơi còn trắng đó Mười ơi. Mười đi đâu rồi? Ừ, có một chai nước dừa, nước màu dừa ngon quá ha.
Dạ, để vô đây tí xíu cà no. Và hai muỗng đường nhỏ cà phê này nha. Rồi cũng thịt cũng đã săn rồi. Giờ mình để nước mắm vô. Mình để một giá nước mắm này. Để mình kho cho nó săn lại tí xíu, mình chế nước vô. Mình kho cho thịt nó mềm lại. Rồi kho khô. Bảo Nam mới đi học về. Đủ ghế không? Đủ. Dạ, con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm nhà cô Mười nha. Hôm nay cô Mười làm món là thịt heo kho khô rồi canh tép ăn đạm bạc buổi trưa. Rồi mời anh Lâm vô ăn cơm luôn. Quá anh Lâm. Quá ngon rồi, đạm bạc gì. con thèm gì nè cô Mười, con thèm bữa nào mình mua khô về mình nấu canh rau ăn ngon cô Mười. Khô chiên á. Mà cô chú anh chị dùng cơm với nhà mình bữa nha. Mời cùng ăn với con. Mời ông bà cô chú anh chị mời ăn cơm. Mời không? Mời. Mời ông bà cô chú anh chị cùng dùng cơm. Thì bữa nay có anh Thấm là ở chú Thấm làm với anh Lâm mà chú Thấm về nấu cơm cho vợ ăn cơm, tại vì vợ làm làm buổi chiều, ủa làm đi bao dừa về buổi trưa về á thì cũng mệt nên chú Thấm về phụ nấu cơm. Nam chiều nay có học của chị không con? Không hả? Tô nhà với lót gạch con mừng không? Mừng hả? Quá mừng luôn hả nè. Mới ăn rau hành đầu mừng. Yeah. Giòn ha. Cải hả? Cải gỗ hả? Cải gỗ nó giòn. Cải gỗ biết nấu gì không? Cái con dừa. Buổi sáng này anh Lâm tô được một miếng dách bên đây với nửa phần dách bên đây với tô xay lên thêm ba cục gạch nữa. Rồi chiều nay mình xay thêm ba cục gạch bên đây nữa hả anh Lâm? Với anh Hiền cũng có kêu gạch thêm để cho cô Mười xay lên đây cũng ba cục gạch luôn. Cái này là ở cửa thằng Tước nó thấp quá. Anh Hiền kêu xây lên luôn. Mười ngon rồi. Ở chủ nhà rồi nè. Anh Lâm ăn cho no đã nè. Chiều nay về khỏi, ủa hơi khỏi về ăn cơm nhà nha. Làm cho cô Mười chiều luôn. Cái gỡ dễ ăn chứ đâu có hôi gì đâu hả. Dạ. Em kho thịt vừa ăn không anh Lâm? Ngon. Ngon hả? Ăn miếng ớt đi. Đó là liền luôn. Không biết nữa hay. Ớt mình muốn ruột. Muốn ruột. Vậy mới mốt mình mua ớt anh cô Mười. Thôi ớt không được. Thôi ớt muốn quẹ hả? Chồng mày mà hả? Chồng cưng mà cưng quẹo vậy. À không ớt rồi. Vậy đâu tốn tiền nhiều ha. Ớt mua ớt được không mới quẹ hả? Vậy cưng ăn được không? Không, em không được. Bữa nay thì chị Thấm chị đi khám bệnh rồi.
nên không có đi vô đi cô Mười chơi. Thì Thắm đi khám bệnh nguyên ngày, giờ chưa về hả hà? Chưa. Dạ con cũng mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm ở nhà cô Mười nha. Lâu rồi, hôm nay cũng lâu lắm rồi không có ra nhà cô Mười ăn cơm nè. Hôm nay cô Mười đãi thì ăn cơm. Chị Thủy nấu ăn vừa ăn Nam? Vừa. Vừa hả? Nam cầm tay kỹ ta. Cầm kỹ con. Mình cầm vậy nè, cầm vậy nè. Không quen hả? Từ nào giờ nó mới đô ăn không à Thủy? Nó cầm y như cái tay cắn giá vậy ạ. Ừ. Con cầm trong cái lòng tay á. Rồi không có dài nữa, giờ Thủy nói mới đi. Ừ. Đó. Con cầm vậy nè, cầm như gì Thủy vậy nè. Rồi cái ngón cái còn giữ cái chén lại. Ừ. Rồi từ nào giờ nó bới tô nó ăn không nên không có. Nãy giờ để ý vậy ạ. Để ý vậy cầm gì nè. Cô Mười ăn thêm không Mười? Cô nói. Anh Lâm ảnh ăn no rồi, ảnh đi về rồi. Bỏ Hà lại. Bỏ Hà lại. Nấu canh lộn xộn nhẵn ngọt lắm không mà. Ừ, nó ngọt thứ. Nữa không bà bác cho. Một chén nữa thì Thủy đi. Ba bốn chén à. Vô hả? Nam nó chuyện nhỏ xíu à. Nói chuyện nhỏ mà. Vậy nó học làm sao ta? Học nó học lớn không cô Mười? Cô bị cũng bị cô rầy hoài về nhà, cô cũng nói bị cháu nói lớn lên mà nhắc hoài nó cũng vậy à. À. Quen rồi. Dạ, trong tường nó nói chuyện chắc đí gí vậy. Ừ. Chó nó được kiếm xương rồi. Bữa nay nha, trời ui ui mát nè. Giấc chiều là giấc mưa của mình. Hôm nay mưa giấc chiều không á Mười? Ừ, mưa lớn. Bão mà bão. Thì hôm nay Thủy quay clip này lên tô nhà cho cô Mười. Thì chừng nào á cô Mười Thủy làm xong xuôi Thủy sẽ quay clip tiếp tục nữa. Thì hôm nay con cũng cảm ơn cô chú ở bên Úc để giúp đỡ cho cô Mười đây. Con cũng chúc cô chú nhiều sức khỏe. Và clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.